Xin kính chào quý bà con, cô bác và anh chị em đã quay trở lại với kênh tin tức nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để xem video tin tức mới nhất. Sau đây xin mời quý cô bác và các anh chị em theo dõi bản tin. 116 ngày trên giường bệnh Việt Nam của Nam Phi công người Anh. Hôm nay, bệnh nhân 91 đã có mặt tại quê hương của mình. Chặng đường 116 ngày qua quả thực là tiền lệ chưa từng có tại Việt Nam cũng như thế giới. Mình ấy có mấy người không sợ? Cái cỏ tay. One, two, three, one. Rồi lấy tráng vào để xe ra nào. Bệnh nhân 91 không phải người mắc COVID-19 đầu tiên, nhưng là ca bệnh đặc biệt trên thế giới, chưa từng có trong tiền lệ. Với bác sĩ Việt Nam, 116 ngày điều trị cho Nam Phi Công là những ngày mệt nhất, căng não nhất, thót tim nhiều nhất và không còn định nghĩa thời gian. Từ đầu thì khi mà nhập khoa thì bệnh nhân có một cái diễn tiến có vẻ như nó không có thuận lợi. Mấy ngày điều trị cả tuần mà bệnh nhân vẫn sốt một đùng. Và cái phòng xét nghiệm báo là bệnh nhân này cái tải lượng virus rất là cao, là phải đề phòng trong vấn đề lây nhiễm cho nhân viên y tế mình. Và cái diễn tiến thì nó cứ xấu dần đến lúc mà bệnh nhân cũng phải thở máy, rồi sau đó phải chạy ECMO, rồi lọc máu rồi. Một ngày sau, nam bệnh nhân thấy khó thở hơn. Bác sĩ, điều dưỡng cùng ngồi lại giải thích cho bệnh nhân rõ từng chỉ số trên máy. Sự cô độc trên giường bệnh, ở đất nước xa là cùng phản ứng tiêu cực từ mạng xã hội, sau ổ dịch Barbuda khiến phi công rơi vào trắng trường, tuyệt vọng. Khi nghe bác sĩ đề nghị gây mê, ông trần trừ suy nghĩ hồi lâu, sau đó đồng ý. Ngay chính lúc này, phi công đã cảm nhận được sức khỏe của mình có gì đó không ổn. Bước sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà nguy kịch nhất, đó là giai đoạn toàn phát. Tất cả các biến chứng, biến chứng này xuất hiện tiếp nối biến chứng khác đều xảy ra trong giai đoạn toàn phát. Trong giai đoạn này bệnh nhân đã xuất hiện rất nhiều biến chứng liên tiếp. Ví dụ như là trước hết là biến chứng ARDS, thứ hai nữa là một cái hội chứng gọi là rối loạn đông máu và suy đa tạng cũng như là nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng huyết v.v. Tất cả các biến chứng đều nguy kịch và bệnh nhân cần có sự điều trị rất nỗ lực, tích cực nhất nhằm với hy vọng là cứu sống bệnh nhân. Phi công được chỉ định ECMO oxy hóa màng ngoài cơ thể. Một bác sĩ trẻ từ bệnh viện Trợ Giấy sang hỗ trợ đồng nghiệp. Bệnh nhân lúc này đã an thần, đặt trọn niềm tin vào bác sĩ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên phương pháp ECMO được thực hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sự hỗ trợ từ bác sĩ Bệnh viện Trợ Giấy, những tiến triển xấu của phi công trong quá trình chạy ECMO được phát hiện, xử trí kịp thời. Khi chạy ECMO thì bệnh nhân đã có nhiều cái biến cố. Lần đầu tiên mình chạy ECMO ngay tại bệnh viện mình, nhưng mà rất là may mắn là có các bác sĩ bên Trợ Giấy qua hỗ trợ. Nên mình cũng phải thay rất là nhiều lần cái ECMO như vậy, cũng rất là lo lắng cái công tác. Trong khi mà mình thay mình thì sẽ ốp cái dòng ECMO, xong mình sẽ thay cái catheter vô. Thì mỗi lần mình ốp như vậy thì oxy SpO2 của oxy tụt, mỗi lần thì cứ rớt tim ra ngoài luôn, tại vì mình không chưa có kinh nghiệm như vậy luôn. Và lại là lúc đó SpO2 nó tụt xuống rất là nhanh, là mình cũng hơi bị lúng túng. Những ngày tiếp theo, phi công trong tình trạng an thần, sinh hiệu ổn, phổi tổn thương nặng chưa có dấu hiệu hồi phục do hội tụ đầy đủ các yếu tố dẫn đến nguy kịch khi mắc COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá bệnh nhân có thể phải sử dụng ECMO từ vài tuần đến vài tháng tiếp theo. Hy vọng không bị giữa đường gãy gánh do các biến chứng khác trong quá trình hồi sức, ông nói. Thì với bệnh nhân này quá nhiều biến chứng nên tất cả những cái biện pháp hồi sức mà gọi là tối ưu nhất, hiện đại nhất đều đã được áp dụng cho bệnh nhân. Thứ nhất là thở máy, thứ hai lọc máu, và cái thứ ba là bệnh nhân được trẻ ECMO, được gọi là cái tuần hoàn ngoài cơ thể, để giúp cho cái phổi nó nghỉ ngơi, cái sự phục hồi của phổi nó thuận lợi hơn. Bệnh nhân này sử dụng ECMO gần 2 tháng, tức là chạy ECMO liên tục. Đó là một trong những cái mà thách thức rất lớn, và nhiệt đới cũng đã cùng với Chợ Rẫy là thực hiện tốt cái vấn đề này. Khi vừa đặt ống nội khí quản loại đắt tiền nhất, hiện đại nhất thì máu phun ra xối xả, chúng tôi vừa phải cầm máu, vừa thay ống khác. Vài ngày sau, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi. Khi chúng tôi đặt ống dẫn lưu khí, tràn ra toàn là máu. Phen đó, tôi suýt rớt tim. Bác sĩ kia Y Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh kể lại. Thì cái kết quả chụp lần đầu tiên mà cái phổi ra sau khi chụp đánh giá có 10%, thì lúc đó mọi người rất là thất vọng, là nghĩ rằng bệnh nhân không thể sống được với một cái phổi 10% như vậy. Thì sau đó có một cái hội chẩn với Bộ Y tế và cái ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia với lại ở ngoài Bộ Y tế, thì lúc đó mới quyết định là ghép phổi cho bệnh nhân. Hơn 23 năm điều trị bệnh truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu, lần đầu tiên có ca bệnh khiến bác sĩ Phong và các đồng nghiệp không còn định nghĩa thời gian bởi quá căng não, quá mệt, quá đuối, quá lo lắng. Phiên hội trận của các chuyên gia đầu ngành từ 3 miền Bắc Trung, Nam diễn ra căng thẳng ngay sau khi kết quả X-quang được báo cáo. Ngay lúc này, các chuyên gia nhận định ghép phổi là giải pháp duy nhất cứu lá phổi của bệnh nhân 91. Mà thật ra bệnh mà nặng thì cái chuyện tử vong là cái đó là không tránh khỏi, nhưng mà mình đang cố gắng bị một cái áp lực từ nhiều phía xã hội, và từ vừa áp lực mà cũng là vừa một cái nguồn hỗ trợ về tinh thần, chất đủ thứ, thì tất cả những cái yếu tố đó tôi nghĩ là nó góp phần lên cái sự điều trị thành công cái ca Covid này. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân trải qua thời gian dài can thiệp nhiều biện pháp hồi sức, lọc máu liên tục rất dễ xảy ra biến chứng. Tuy nhiên, nhờ ECMO, đến thời điểm này, bệnh nhân có thể duy trì được sự sống. Ngày 18 tháng 5, phổi bệnh nhân hồi phục 20-30%, có hy vọng mong manh cuối đường hầm. Quyết định để giữ được sự sống cho bệnh nhân trước lằn danh sinh tử là lựa chọn đầy thách thức của toàn bộ ekip. Chúng tôi như người diễn viên đang đi trên dây, chỉ khác rằng diễn viên bị rơi xuống khi đi trên dây sẽ bị đau, còn với ekip điều trị, chỉ cần bác sĩ tuột tay, bệnh nhân sẽ chết, Phó giáo sư Thảo nói. Coi như những cái đêm mà coi như là thức trắng hết cả cái nhóm của Thảo là phải quyết định là phải dùng ngay hay không dùng, và xin ý kiến, thì tới đó tự nhiên cái nó mất tiêu mất dạng hết, là mình phải quyết định. Nghe một cái bên kia nó nhắn một cái tin là xét nghiệm về như thế nào là coi như làm việc không kể ngày đêm, không biết trời đất gì hết, mà mình chỉ tập trung do cái việc điều chỉnh những cái đông máu cho bệnh nhân. Vì nó giống như chúng ta đang đi làm siết mà đi trên dây té thì nó ngã, nó đau thôi, còn cái này mà mình té một cái là bệnh nhân chết. Đã. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh coi như đã hoàn thành sứ mệnh, mang lại cho bệnh nhân 91 hy vọng mong manh cuối đường hầm. Đằng sau sứ mệnh đó là những ngày tháng quên ăn quên ngủ, đến cả nằm mơ cũng nhìn thấy phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Có lúc bước ra khỏi phòng áp lực âm, cởi lớp phòng hộ, quần áo bên trong ướt đẫm, vắt ra nước, bác sĩ Phong kể lại. Trong cơn mưa chiều 22 tháng 5, bệnh nhân 91 di chuyển cùng hệ thống máy ECMO, máy lọc máu và dây nhợ tràn trịt lên xe cứu thương, đến bệnh viện Chợ Rẫy. Toàn bộ lối đi chính được phong tỏa, hơn chục bảo vệ và lực lượng công an dọn đường. Phi công đi đến đâu, con đường phía sau được xịt khuẩn đến đó. Ngưng toàn bộ thuốc an thần có thể nói là quyết định khó khăn nhất từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Thời điểm có phản ứng, bệnh nhân đã rơi nước mắt khi các bác sĩ, điều dưỡng hỏi thăm. Theo dõi tổng trạng bệnh nhân cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm tại khoa hồi sức cấp cứu, bác sĩ Linh quyết định giảm dần thông số ECMO. Mỗi ngày điều chỉnh một chút đến khi bệnh nhân cai được hoàn toàn. Rồi tới cái thời điểm mà ngày 12 tây tháng tháng 6, tức là thời điểm mà mình cai máy thở hoàn toàn, mà mình rút cái canuyên được mở khí quản, thì lúc đó bệnh nhân nói được lời nói đầu tiên của bệnh nhân là fantastic, tức là tuyệt vời. Tức là tuyệt vời của bệnh nhân, cảm nhận cái tuyệt vời của bệnh nhân là bây giờ bệnh nhân có thể sống được rồi. Và cái tuyệt vời mà anh em nhân viên y tế mình làm trong quá trình xuyên suốt, quá trình mà bên cạnh bệnh nhân, cái tình cảm, rồi cái việc mà đôi khi tụi này coi bệnh nhân không phải là cái chuyện người bệnh của mình, mà gần như là giống như là người thân, cái người mà bạn, ngay cả bây giờ như là người bạn. Đó. Thành ra là cái câu, cái chỉ cần cái từ đó làm cho anh em cảm thấy là cho tới bây giờ mình vẫn còn nhớ. Ngày 3 tháng 6, bệnh nhân ngưng hoàn toàn ECMO, thiết bị hoạt động thay thế trái tim và lá phổi, giữ lại mạng sống cho ông suốt 2 tháng qua. Ngày 4 tháng 6, để điều trị dứt điểm tình trạng viêm phổi do vi khuẩn, tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, quyết định dùng 3 loại kháng sinh kết hợp, tổng tấn công tiêu diệt vi khuẩn cứng đầu khó trị bất hôn Dicarbakir. Trong đó, một số kháng sinh được nhập từ nước ngoài về. Đến nay, bệnh nhân 91 đã dùng 4 đến 5 loại thuốc được nhập từ nước ngoài, bệnh nhân Việt Nam chưa từng được sử dụng. Anh này là không có cha, có ở với mẹ nhưng mà mẹ mất rồi, có một người cô, rồi bạn bè thì rất nhiều. Nhưng mà anh này là cái gốc của anh ở Scotland, quốc tịch Anh. Thì như vậy là rất nhiều các cái thông tin thì mình chỉ dừng lại ở đó. Thuốc mà hiện nay mà đang dùng cho anh này là có 4-5 loại thuốc mà mình chưa dùng trên Việt Nam bao giờ. Do cái bệnh lý của anh không thể xài được heparin thì phải xài nong heparin. Mà nong heparin thì không có sẵn và phải mua từ nước ngoài đem về và mất hết 10 ngày. Trong giai đoạn này nó không có thuốc, mà không có thuốc là đông màng. Và mình đã sử dụng một cái thuốc gọi là thuốc Sarento mà mình chạy ECMO, là cái ống nó ra một cái ống máu rất to như thế này mà nó không đông. Ngày 8 tháng 6, Nam Phi Công nhớ mật khẩu điện thoại và iPad. Ông liên lạc với bạn bè trên khắp thế giới và được họ kể lại quá trình điều trị trong thời khắc thập tử nhất sinh. Nam Phi Công rơi mắt khi nghe bạn bè nói, nếu ở nơi nào khác trên trái đất, anh có thể đã chết. Từng có nhiều thời điểm thập tử nhất sinh, đến nay, Nam Phi Công hồi phục kỳ diệu. Phi Công ra dấu xin tấm bảng để viết chữ, đề nghị lần sau đưa tôi ra ngoài lúc sáng sớm hoặc chiều mát, đưa ra giờ này tôi thấy nắng lắm, cảm ơn. Nhân viên y tế nhìn nhau, cười tủm tỉm. Ngày 12 tháng 6, bác sĩ Linh và đồng nghiệp nhìn nhau, ngỡ ngàng khi bệnh nhân 91 nhìn họ, nở nụ cười rất đẹp rồi thốt lên câu nói đầu tiên, fantastic. Ngày 13 tháng 6, bệnh nhân 91 được cai máy thở. Lần đầu tiên ông có thể tự thở khí trời sau hơn 2 tháng. Ngày 16 tháng 6, Phi Công bắt đầu tập đi và giao tiếp với nhân viên y tế bằng lời nói. Mỗi ngày, bệnh nhân được điều dưỡng hỏi hôm sau muốn ăn món gì, ăn vào lúc nào để chuẩn bị trước vì bệnh nhân sinh hoạt theo giờ châu Âu. Bệnh viện cũng thuê riêng đầu bếp chuyên nấu món Âu để Phi Công ăn ngon miệng. Món ăn khoái khẩu của ông là mì spaghetti, sườn cừu nướng, đặc biệt là phở Việt Nam. Tròn 116 ngày điều trị với những mệt nhọc, căng thẳng và những tiền lệ chưa bao giờ có, bác sĩ Việt Nam đã đưa bệnh nhân 91 trở về từ cõi chết. Hôm nay, bệnh nhân 91 đã có mặt tại quê hương Scotland của mình. Một ngày nào đó, ông sẽ trở lại buồng lái và chinh phục bầu trời. Trong đó sẽ có chuyến bay chở những ân nhân của mình ở Việt Nam, như lời Phi Công từng hứa. Tôi cảm ơn tình cảm của người dân Việt Nam. Tôi cảm ơn những bác sĩ, y tá đã điều trị, chăm sóc cho tôi, giúp tôi ngồi ở đây. Tôi muốn cảm ơn mọi người ở đây vì tất cả. Mọi người đã giúp tôi trở về nhà với tình trạng sức khỏe tốt nhất. Anh có muốn trở lại Việt Nam hay không? Chắc chắn rồi. Kết thúc bản tin này. Chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.